Quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo của bộ môn bóng đá nam. Đây là những diễn biến ở khu vực bảng A. Trận đấu đầu giữa U22 Timor Leste và U22 Indonesia được diễn ra trên sân vận động Olympic Quốc gia Phnom Penh. Vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ U22 Timor Leste trong trang phục quen thuộc màu đỏ đen sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Chủ số 11 có kỹ thuật và tốc độ rất khéo. Amanda. Ôi, không vào. Rất đáng tiếc chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Indonesia. Không xem lại pha bóng này. Pha chuyền bóng rất hay của Ramadan dành cho người đồng đội của mình. Nói là đây là một kỳ SEA Games mà ông rất tự tin giành được tấm huy chương vàng cùng với các cầu thủ U22 Indonesia. Volley rất mạnh. Huấn luyện viên Jafri cho rằng là ông không cần tính đối thủ của ông ở bán kết là ai cả. Vì nếu muốn giành tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games năm nay thì ông sẽ phải vượt qua tất cả các đội bóng mạnh, trong đó có Việt Nam và cả Thái Lan nữa. Khá nguy hiểm, bóng rơi sang ngang. Và đá phạt cực hay của cao thủ U22 Indonesia. Đi xa chiều. Và đá phạt rất đẹp mắt của Santosa. Santosa là cầu thủ tương đối đa năng. Marcelino. Không được. Không vào. Và dứt điểm cận thành của Ramadan của Indonesia tại giải đấu hôm nay. Anh lúc này mới hơn 18 tuổi thôi. Những kinh nghiệm và chất lượng của Marcelino là không phải bàn cãi. Marcelino có tới 4 người và không thể vượt qua. Đây là Mauzinho. Vượt qua được Santosa. Đây là cơ hội dành cho cao thủ U22 Timor Leste. Không vào. Và phản công tương đối chất lượng của Timor Leste. Mauzinho đã bị đau sau tình huống dứt điểm vừa rồi. Tạt bóng. Đánh đầu. Cuối cùng bàn thắng đã tới với cầu thủ U22 Indonesia ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 này. Màn ăn mừng quen thuộc của ban luyện U22 Indonesia. Và tạt bóng quá hay của Faisal Rahman. Ở vòng đấu trước thì anh đã thực hiện thành công một quả phạt đền trong trận đấu gặp U22 Myanmar. Và bật rất cao của Ramadan. Cầu thủ kèm Ramadan chính là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của U22 Timor Leste. Đó chính là Ricardo Rodinho. Cầu thủ năm nay mới 16 tuổi thôi. Redman. Ôi! Không được. Chưa có bàn thắng thứ hai cho cầu thủ Indonesia. Đây là cầu thủ vừa vào sân thay người ở đầu hiệp 2. Ariki Zauhari. Người vào thay cho Vita Suleiman. Đánh đơ. Côi. Không vào. Một đường chuyền nhẹ hơn thì chắc chắn là 2-0 cho các cầu thủ Indonesia rồi. Và tạt bóng rất đơn giản. Và một lần nữa có thể thấy là vị trí của Ricardo, cầu thủ sinh năm 2006 trong đội hình của U22 Timor Leste, đã bị khai thác một cách triệt để tới như thế nào. Chính Ricardo là cầu thủ đã không thể kèm được Ramadan trong bàn thua của Timor Leste. Ramadan rất khỏe. Vẫn là cầu thủ Indonesia. Ramadan cơ hội tuyến hai. Rahman chân trái. 2-0. Bàn thắng thứ ba của Faisal Rahman tại SEA Games năm nay. Và xử lý rất hay của số 14 bên phía U22 Indonesia. Họ không thể ngăn cản được đà băng xuống. Và ngay cả trong pha bóng phòng ngự này chỉ có 5 cái bóng áo đỏ trong vòng cấm. Mất bóng và không thể lùi về. Với phong độ tốt của mình thì Rafael Rahman đã chiếm được trọn niềm tin
của huấn luyện viên trưởng Indra Siapri. Tiếp tục là cao thủ Indonesia, đứng sau rất thoáng, không vào. May mắn là cao thủ Timor Leste chưa phải nhận bàn thua thứ ba. Bóng một lần nữa dội cột dọc. Bóng này theo cập nhật mới nhất thì số 9 Ramadan cũng đã có 3 bàn thắng tại kỳ SEA Games năm nay. Trong trận đấu gặp Myanmar, anh lập một cú đúp, một trên chấm đá phạt đền và một tình huống dứt điểm ở phút thứ 59. Như vậy là đã có 2 cầu thủ của U22 Indonesia có 3 bàn thắng tại kỳ SEA Games năm nay. Số 9 Ramadan và số 4 Fajar Rahman. Có thể sẽ là Marcelino. Bóng rơi cột dọc. Cơ hội nguy hiểm nhất của cao thủ Timor Leste kể từ đầu trận đấu, dứt điểm. Thiếu may mắn với việc tìm kiếm bàn thắng cho Timor Leste cho pha bóng vừa rồi. Không có lỗi việt vị của Mario Quintao. Bóng bật đúng điểm nối. Khá hay. Ôi, 3-0 rồi. Không vào. Nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được ghi cho cao thủ Indonesia. Hat-trick. Như vậy là bàn thắng thứ 2 của Rickman ở trận đấu này. U22 Timor Leste đã gặp vấn đề rất lớn về nền tảng thể lực và họ đã gần như không thể chịu nổi nữa. Sức ép liên tiếp, đúng ra phải thua ngay ở nhịp đầu tiên này. Thủ thành Gregino đã rất hay ở pha đặt lòng trước đó của Rickman, nhưng sau đó các đồng đội của anh thì lại chơi quá dở, không thể hỗ trợ được cho anh trong tiếng phòng ngự tiếp theo. Quá ham dứt điểm của James Royer thì có rất nhiều những người đồng đội của anh sẵn sàng nhận một cú chuyền ra. Rất có thể tỷ số sẽ không dừng lại ở đây vì thời gian sẽ còn khoảng 10 phút nữa tính cả bù giờ. Genivio, vẫn là Genivio. Căng ngang, không vào. Đúng này, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 3-0 nghiêng về cao thủ U22 Indonesia. Với chiến thắng này thì U22 Indonesia đã chắc chắn góp mặt ở vòng đấu bán kết